nó cháy hừng rồi. Đi ra. Cho Trang làm thôi. Không biết đâu mà, cái này tôi đã từng làm rất nhiều lần rồi. Cái ngón tay mà che vào ống kính của tao rồi kìa con Trang. Đâu có. Cái ngón tay trỏ. Đâu có dính đâu. Tao chắc chắn là dính rồi. Úi giời, khéo ngã ông nội. Mình đang đi tú làng quá vậy. Ừ, đúng không? Chúng mình đi tú làng, chúng mình cũng thế này ha. Mai mình đi tú làng em, một Quỳnh nè, cũng nướng nè. Hay phải để cho chị Trang chẹt đá, lấy lửa đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con lầy mà. Cái gì? Chỗ này nha. Không sao, tiếp bên kia luôn. Nhắn. Cái này. Đây bật than đi chị, để than. Đây, để cho nó cháy củi, nó từ từ có than. Nó cháy củi, nó sẽ cháy được than. Thì chồng than lên trên. Các bác sẽ chuẩn bị ăn món gà nướng lu. À quên, gà nướng đá. Gà nướng mỏi. Không, gà này không có mỏi rồi. Làm sao mà mỏi được? Sơn nữ nướng gà. Rồi yêu quái nướng gà. Ê, nướng này xong mấy giờ được ăn bà? Tí rồi, ở đây hả? Có lan, có than này, than gà, than than gà. Bông 5 phút. Không, 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 không chịu điện lát nữa, sẵn nó đem chai muối chanh lên luôn. Bà này bà làm muối ngon lắm đó. Làm được không? À hôm qua tôi ăn ngô nướng 10.000 bốn bóc. Mà người ta bán cho tôi cái muối gì màu xanh giá giá bà ông? Muối muối chanh xanh của Nha Trang, muối à. Chai không? Cái muối khô chứ không phải là muối bắp muối khô. Hả, mà ăn với muối hả? Ừ. Mình phải ăn với mỡ hành ha. Đâu cái đó nước mắm mỡ hành. Yên tâm rồi, nó tắt đi rồi tí nó đấy. Tôi có mấy người bán một bình bán nữa không? Bán gà thì con chị thì nó ăn nhiều hơn là mấy người kia. Tại vì mấy người kia người ta không có làm nhiều món á. Trời ơi, bà làm món gì mà nhiều món? Chị làm ba bốn món gà mà. Người ta nướng xào gà ớt hay là người ta nấu lá ế đồ lá giang đó em ạ. Còn bên kia thì người ta không có làm như vậy, người ta chỉ luộc thôi. Người ta không có làm biến, người ta làm biến làm nhiều món. Trang. Kiến ơi. Thằng Giang nó đi mua. Xong rồi hả? À, rồi nó không có mang đồ đi ăn, nó mang gì không? Bát đĩa gì không? Rồi. Kiến đang rất đói. Đang tạm ngồi ủ bánh. Mẹ ơi! Này, Tony nhìn ba bức chụp hình nào. Tony! Tony ơi! Dạ? Chờ xíu! Chờ con xíu! Hai tay lên, mạnh mẽ lên. Hai tay như Batman. Cả hai tay. Ok. Bác ngồi thì khói bác ơi. Bác quay em ngoan. Bác quay em đi đâu mất tiêu. Rồi có mua mà có mang trái bắp khoai lang lên luôn. Mua mớ bắp sống hay là khoai lang lên lùi. Ê! Đâu đâu Giang nó biết, có là Giang luôn. À bọn em đang BBQ. Nhưng mà mọi người yên tâm nha. Đây là rừng là cạnh suối chứ mà đốt rừng ha. Đây là mấy con quỷ đừng có chửi tao. Lát nữa đốt hết rừng luôn. Xung quanh là đá nha. À, đây đá không à. À đây suối nha, xung quanh là nước nha má. Nó cái này là dân người ta đứng cho tôi. Thôi đấy bà ơi. Đúng lên rồi. Đây nào. Đúng rồi đó. Đi về mà cho ấm mà trẻ con. Bác chụp em mở tấm đi, vừa chụp vừa quay em mở tấm cho má. Chị đi, chị đi đây ăn trần từ thiện. Sáng lên trần được 20 tỷ. Đâu mày mua ra xoài chưa? À. Mày bị điên à? Đây này, cái bà này bà bán gì ngang quá. Bán cái bà cái bà cái bà có không? Rồi tắt máy cho em. Cái bà đây này ngay đây này. Đó, tôi đã gần xong rồi. Quả mạnh lên. Trời
mất. Ở nhà em nò vi sóng nướng đéo nướng lên đây quá khó. Ăn một con gà nhưng mà chính bạn mới ngon đó. Cái bia để ngâm nước suối này nặng này. Dạ, anh rút đúng rồi, cái thùng bia nó ngâm ở dưới đó, đó đỏ bia nước suối ngâm. Có bát đĩa gì chưa con? Có bát đĩa gì chưa đâu? Bé đi ra nhớ có thêm than lấy thêm đi. Thêm than đi. Chị ơi, không cho em mượn con dao, em chặt mấy cây chiên thịt vô đi. Đúng rồi, sao vừa đó? Dừa cũng được, là chặt cái cây nhỏ nhỏ thôi. Rồi được rồi. Cái này nó cháy rồi, được rồi. Ừ, cái đấy cái củ để nó cháy, để nó bị hôi. Nó chỉ cho người dân tộc, những người ở đó phải được cháy. Được rồi. Nó thành than, nó thành than thì nó mới không phải để ít. Đúng không? Đây rồi. Ok. Trời ơi, má ơi. Cái mất. Nhưng mà nướng này ăn nó mới ngon đấy nha. Hình như chị thấy ở dưới sông ấy, nó có một cái thay đó chăng? Nó xét quá rồi chị. Thế à? Đó, trời ơi. Trời ơi. Đó, lấy khoai ra, chắc là bố chở thêm khoai với này gì? Khoai nước lâu. Ngô. Bác vừa đang nói làm gì? Nướng xong rồi cái chiều mới được. Nướng xong rồi tắm luôn. À. Trời ơi. Nó làm bún chả nội nhở. Ơi. Ê ê. Trang ơi. Trang chỉ nghĩ là em phải. Cá nhồng mới ngon ha, cá nhồng mới ngon. Ơi mẹ đây. Ok thằng xong. Ok khoe quạt cho tôi, coi quay con tôi thế nào. Ok Trang phụ trách con. Mẹ nghe, con đang làm gì vậy? Chút nó lên cái nó khô người ngay cái gì đâu mà. Con đang tắm cái gì đấy? Chưa Vinh à? Vui không? Bà con đang làm gì vậy? Tắm suối. Tắm suối. Thế à? Không, không phải. Bây giờ đang là tắm nước lạnh. Bây giờ xíu cái gì là mình bật nước ấm lên. Ok, kéo ngã đi con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hết buồn chưa? Tiến ơi, hết buồn chưa? Hết buồn chưa? Con ra mẹ nói chuyện này. Con thấy hôm nay con tặng quà các bạn những món đồ chơi con từng dùng. Con hết buồn chưa? Vui chưa con? Có Tony bên cạnh con vui chưa? Tony ơi! Về... tuần sau nhá, tuần sau nữa rồi chúng mình lại đi chơi tiếp nhá. Ok chưa Tony? Vui chưa con? Con vui chưa? Trang ơi, khéo dây điện thoại túi quần lên. Đó, cô Trang, cô đang ngâm bia cho mày uống đi Kiến ơi. Kiến. Đi picnic là chúng ta sẽ ngâm bia vào suối. Sao bây giờ mình thấy đầu tiên là bọn tôi đi hoài. Quỳnh nhở, chúng mình đi Sơn Đòn ngâm dưới sữa sông ngoài. Không, chờ ta ra bên kia. Trôi một lon, trôi một lon, trôi một lon. À, quá đẹp nào, rồi chú Quỳnh nào. Sống ảo cuộc đời nào. Rồi. Chưa tí nữa cui, tí nữa nối. Bỏ mẹ thịt này. Cặp chân của tôi. Mấy má thấy chưa? Bây giờ phải quạt từ khói đi con ơi. Quá đẹp, thơm lắm rồi. Thơm lắm rồi mấy bà. Cái đó một lần nữa là nó chín rồi đó. Gắp ra được rồi. Vàng đã chưa? Ngon ha. Đi giờ. Vàng hợp luôn. Mẹ nó ngon thế này. Bực bột nắng với này đang cá khô. Bà này cá... đã nướng cái vị gì mà thấy thảm thiệt. Yếu xìu. Chắc lâu lâu mới có khách. Vẫn như giờ xài một lần hay sao ấy. Không. Ai nướng nó dục dưới kia cả đống à. Không phải không? Nó dục dưới đó. Đây là đâu? Từ từ. Để chắc cú ta lên đây. Cú chả. Lấy miếng giấy kẹp vô cọng kẽm, gỡ hai bên nó cột kẽm hết rồi. Ba mẹ cọng kẽm không cần. Thì ăn cũng phải đơn giản thôi các bé ơi. Để đớp từ vào mồm cũng phải đơn giản đâu. Ở nhà nồi chiên không dầu mua mấy củ đã nướng xong rồi, phải lên đây. Úi giời ơi, tự làm khó mình. Rồi được đâu ra, nó buông một bên nào còn bên đây nữa. Thì từ lấy ra đang rớt. Chín ngon. Mày quay rung rung mà. Mày quay rung rung mà cho người ta thèm chơi con mày ơi. Ngon nhỉ. Cái chín chưa? Chín rồi. Các bà ơi. Nhìn tưởng nướng đúng chả. Không khác gì. Trai đẹp sexy. Nó nằm trình hình bên suối. Đây con nữa này. Nướng bao lâu thì chín ấy? À, không, lúc mà than nó cháy ấy thì nướng nhanh lắm. Ui giời, bác đã nhìn bác đang xiên kìa. Xiên kìa. Trời ơi trời ơi. Xiên đó lấy nữa anh chở sợ không được. Nó quay không được. Tự quay. Ngon nhỉ. Mà liêm quá. Đấy, mấy con mẹ ngồi kia nhá. Mấy con mẹ ngồi kia thì ăn đi đi gà mà nhớ tạ ơn trên. Một con hả chị Hương? Hai con hay một con? Một con. Con hai chứ.
Các bạn nhìn đi. Lấy cái mùi cho thấm sạch con này. Rồi. Rồi, bỏ vô vậy, còn lại nước tiếp. Đi mới tôi làm đi mà. Và đây là đi nước tôi. Cái cổ vào giữa. Cái thịt gần bì à. Cũng chuẩn bị da gà sexy lắm. Ừ, da gà. Bê ra ngoài đi, bê ra đi. Không có gì, không, đến đâu ăn đến đấy đi, kiện mạnh em đi. Con ơi, Kiến ơi. Ui, cái phao câu. Đây này. Đâu. Zoom vào. Rồi. Còn gì ngon bằng phao câu. Cho bà hết. Rồi con Trang có đi về lấy đồ có cho Kiến đi về đi kìa. Chào Trang ơi. Trang ơi. Con bà bú cho tôi đi rồi. Rồi ghé hả? Cái thằng kia nó lao vào mầm ra. Cái thằng Vĩnh, cái thằng kia nó lao vào mầm ra. Chân kìa, chân gà kìa. Trời ơi, chân gà nướng. Xí cặp chân nha. Ai cho mày xí? Công lao của người nướng là người ta cặp chân. Rồi bóc nướng đó kìa. À, mực nướng. Nó nhồi mực. Trời ơi, ngon vậy. Đâu rồi, Trang ơi. Trang ơi. À, mọi người quay mọi người đi kìa. Mấy món này nhóm mình người ta đang đi nè. Ôi, thằng kia xoài, chị xin quả xoài kìa. Em ơi, đổi chị xin quả xoài. Đổi xoài lấy bia. Đổi chai xoài, lấy lon bia. Em mua đâu mà đã mua, đâu mà đã mua. Nó chuẩn bị sẵn hết rồi. Rồi bê trong này đi. Rồi bê ra đi luôn. Giờ này ta nướng xong rồi, nó đem lên. Cô là bây giờ đang làm của ở ngoài đấy đúng không hả? Kiến ơi. Mất tay điện rồi đấy. Thì. Trang, đấy mà Trang đi. Em lấy đồ gì? Chịu khó khăn. Ở đây giờ đi về. Không có gì nhà bà con. Nó lên nó kêu ổng trượt đấy. Trượt cái hội mấy con mà nó làm lụt đá cả ôi chị tìm. Xong mấy thằng kia nó bảo ôi chị ấy chạy kia là thằng khóc khăn ra kia rồi kìa. Đấy. Trời ơi, nó nhanh kinh khủng. Nó mang sẵn đi rồi, rồi đang bán cho nó cái gì đâu. Mang sẵn đi luôn à? Ừ, mang đồ đầy đủ đồ nghe. Rồi mình ăn thôi. Ăn đi. Các bà ăn đi. Ăn cái đấy nó ngủ mất rồi. Ai mang lên cái gì rồi xong rồi lại lấy rác về. Không, lúc nào mình chở lấy rác về. Không, nhưng mà ý là những cái đoàn khác này. Bà con biết để picnic ở dưới đây luôn. Buồn ấy, ý thức kém. Picnic à? Để picnic ở dưới đây. Picnic ở dưới đây. Cái này như là con vui rồi chưa? Quá bận con Kiến thấy thế nào khi mình đi picnic chơi này Kiến? Dạ, vui lắm không? Ướt người. Ướt người luôn à? Dạ. Thế mình ướt người như này mình còn buồn khi mà mình tặng quà bạn không? Dạ, cái gì? Dạ có. Vẫn có à? Dạ có cho một kít. À hết buồn rồi đúng không? Con gái của mẹ ngon rồi, ngon lắm rồi mình. Rồi mẹ lấy cho mẹ lấy đây của Kiến đây. Con lấy cái này mẹ đeo cái này rồi. Con ngồi gần Mai Khôi này. Qua bên tôi ngồi nè.
ngon không? Có cần lấy cái gì con tre không? Mình thấy không có đem tre qua, đi xem ra qua. Sạc pin rồi đó. Mẹ nướng gà cho con ăn đấy. Thấy ok không? Đi mẹ đâu? Cái chân này này này. Nào khui bia nào, khui chỉ cái móng tay giả không khui được. Rô. Ô mát mát. Rồi rô. Rô. Ở kia mà định không không uống à? Đây lon mà đây. Gà ngon. Sao vậy con? Mát mát. Đưa bé xé ra. Tuấn Đề, cho mẹ nhìn, cho chú Bình nào. Tuấn Đề, giơ cái đùi lên. Ôi giời ngon, ngon. Ngon không con? Kiến ăn tủi, kiến hết cái đùi luôn. Mình chụp nguyên cái tô này cho Duy Mạnh thèm này. Các con bỏ xương vào đây cho cô nha. Ớt tôm chá xương. Bà bị mũi đốt và phải ra sống suối bằng ngồi. Ăn cơm trước đi con. Ăn cơm trước. Xin miếng xoài được không? Cho chị cái miếng cục, cái cục cái hạt. Ở chị xin, chị thèm quá. Cái gì đó? Cái cục.